xây nên huy hoàng, đạo Phật ngắm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Hải cùng tất cả ni chúng, kính thưa toàn thể quý thần hữu tri thức, một giờ trước dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì và ni chúng, tất cả quý hành giả thọ trì hai bài kinh, kinh Phước Đức và kinh Từ Bi, để làm lễ khánh tế cầu an tăng tuổi thọ và sức khỏe cho cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc. Truyền thống làm lễ cầu an khánh tuế đã có từ rất lâu trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Trước nhất nó như là một cái nỗ lực tập thể về phương diện tâm linh, truyền năng lượng của lòng từ bi và các hạt giống phước báo đến những người thân, người thương đang sống ở trong bệnh hoặc là có nhiều trạng thái bị khổ đau. Và ta mong mỏi rằng thông qua khóa lễ cầu an khánh tuế đó, người thân của mình rũ bỏ được phiền muộn, chuyển hóa được bệnh tật và sống bình an ở trong cuộc đời. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài cầu an khánh tuế. Trong bài kinh Phước Đức, ta thấy mỗi một bài kệ được xem là con đường để tạo ra phước báo và an lành. Trong tiếng Pali, bản kinh này gọi là Maha Mangala Sutta. Maha là lớn, Mangala là phước lành, Sutta là những lời dạy. Bản dịch Việt ngữ được sử dụng khá phổ biến ở trong các truyền thống tại Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, thường dùng là kinh Phước Đức hay là Phúc Đức. Chúng tôi xin đề nghị đổi khái niệm Phúc Đức thành là phước lành hay là phúc lành, bao gồm hai yếu tố, đó là phước báo và sự an lành. Phước báo là thành quả về đời sống vật chất mà con người có thể đạt được, bao gồm sống trong một môi trường thuận lợi, không có chiến tranh, không hận thù, không có tệ nạn xã hội, không có lừa đảo. Các phương tiện về những cái quyền căn bản của con người được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Hạnh phúc, bình an, giá trị giáo dục, phương tiện để có được cái cơ hội bình đẳng về giáo dục và thăng tiến ở trong xã hội đó, hầu như là ai cũng có thể tiếp cận được. Để có được cái phước báo đó đó thì mỗi một bài kệ được điêu ra ở trong bản kinh này đó là một con đường. Và các hành giả phải thực tập đầy đủ 10 con đường thì ta mới có được phước báo trọn vẹn. Bởi vì đạo Phật nổi tiếng là đạo nhân quả, cho nên phước không do cầu mà có, mà phải gieo trồng. Từ góc độ này ta có thể xác quyết rằng là đạo Phật là đạo hành động, khác và vượt lên trên các tôn giáo là các đạo cầu nguyện, giao khoán niềm tin vào đấng tối cao, tức là Thượng Đế dưới nhiều danh xưng khác nhau trong kinh thánh và theo học thuyết tôn giáo của họ.
Khi mình nghĩ rằng là đặt và giao khoán niềm tin vào Chúa hay là đấng sáng tạo thế giới đó, thì mọi phước lành, bình an, hạnh phúc sẽ đến với mình. Những lời cam kết có thể rất là nhiều, nhưng khi bệnh tật đến, con người cứu con người. Khi tai nạn đến, con người cứu con người. Khi thiên tai có mặt, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, cũng con người cứu con người. Thượng đế theo Phật giáo chưa từng có mặt, mà Thượng đế có mặt từ sự nắng tạo bởi niềm tin của con người. Và do đó các niềm tin về sự thưởng phạt của các thần linh nói chung chỉ tồn tại khi mà tri thức về nhân quả của con người chưa đạt được ở mức độ tối đa. Và những người như thế đó, Đức Phật gọi chung là đang sống ở trong vô minh. Định nghĩa về tuệ giác theo Phật giáo như hôm qua chúng tôi đã phân tích bao gồm là thái độ nhận thức và phương cách ứng xử trên nền tảng nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, và lấy tứ diệu đế là phương châm để giải quyết tất cả các vấn đề. Người sống như thế được gọi là người có chánh kiến và có tuệ giác, và ngược lại vẫn được xem là còn sống ở trong dòng vô minh. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi nhà khoa học gia đặt chân đầu tiên ở trên mặt trăng, thì động tác đầu tiên mà khoa học gia này, tức là ông Neil Armstrong, làm đó là tạo ra dấu thánh giá để tạ ơn Chúa. Vì theo truyền thống này đó, sự sống giờ do Chúa ban. Hành động và lời quyền ước đó, đó như là một sự đền tạ. Nó có một phần của sự biết ơn và đạo đức của con người theo truyền thống của Cato giáo. Nhưng theo Phật giáo đó thì không cần thiết, là bởi vì ông còn sống là do con người chế tạo ra chiếc thuyền phi hành vũ trụ và đạt được cái trình độ kỹ thuật hoàn hảo. Cho nên thay vì cảm ơn Chúa thì phải cảm ơn những người đã khám phá và phát minh ra chiếc thuyền Apollo mà ông đã có mặt để khám hiểm mặt trăng. Nghĩa là đạo Phật dạy con người là ơn nghĩa với con người, bao gồm ơn tổ quốc. Thì mỗi người đóng một vai trò thích hợp của mình tùy theo sở trường để làm cho đất nước ngày càng đi lên. Ơn cha mẹ đã khai sinh và giới thiệu ta trong cuộc đời với tư cách là một con người. Ơn thầy cô giáo, bao gồm thầy tâm linh, những người hướng dẫn đạo Phật cho chúng ta, và bao gồm các thầy cô giáo thế học giúp cho ta có được cái tri thức và sống một cách biết tận dụng được tri thức ở trong sự phát triển nhân cách. Và cuối cùng là ơn chúng sinh, tức là mọi thành phần xã hội, nhờ mỗi người làm một chức nghiệp và ngành nghề cho nên bộ máy của xã hội được vận hành. Nhờ đó ta không cần phải trồng lúa, ta vẫn có gạo để ăn. Không phải làm thợ mộc, ta vẫn có nhà để ở, có bàn ghế để sử dụng. Và ta đóng góp lại cho xã hội bằng sự biết ơn, đó là trở thành một người giỏi về một lĩnh vực nào đó. Các ơn nghĩa này được Đức Phật đề cao ở trong tinh thần của học thuyết xã hội. Và Đức Phật khuyên chúng ta không nên nghĩ rằng là có một vị Thượng Đế và các thần linh tạo dựng ra vũ trụ. Như vậy là con đường tâm linh Phật giáo đặt nền tảng trên học thuyết nhân bản,
lấy con người làm nền tảng và phục vụ cho con người, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và cho tất cả nhân loại nói chung. Như vậy là việc tạo ra phước báo đó, nó thuộc về hành động, có tự giác, đi ngược lại với các hành động bị ảnh hưởng bởi vô minh, hoặc là như là một phản ứng của lòng tham, vị kỷ hay là lòng sân tiêu cực. Còn về sự an lành á, thì nó là cả một tiến trình chuyển hóa đời sống nội tại của tâm. Có rất nhiều người sống ở trong phước áo, phước báo, nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy. Nhưng nếu như một bế tắc tâm lý nào diễn ra mà không biết cách chuyển hóa nó đó, thì mỗi tích tắc trôi qua sự ôm giữ nỗi đau về phương diện tâm lý đó là cách thức biến mình trở thành nạn nhân. Những người thiếu thực tập con đường tâm linh của nhà Phật đó thường ôm cái hận thù và nghĩ rằng là ta sẽ có một cơ hội để trả thù. Do vì ôm cái mối hận đó đó mà rất nhiều người đã sống mất hết ý nghĩa hạnh phúc. Đạo Phật dạy rằng là sự chuyển hóa các cái tâm lý tiêu cực là nghệ thuật để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Cho nên sự an lành nó phải là một tiến trình chuyển hóa tâm. Do đó khi mà đọc bài kinh Phước Lành đó, ta nên nhớ cái chủ nghĩa hành động và thực tập này.